Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng. Nối tiếp theo sau sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden kêu gọi kiểm soát súng sau khi thảm sát ở Colorado. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Ba, 23 tây tháng 3, kêu gọi cấm bán súng tấn công và có biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn, cùng lúc những tìm cách an ủi người dân Hoa Kỳ đang lo lắng buồn rầu sau vụ xả súng bắn hàng loạt khiến cho 10 người chết ở Colorado. Ông Joe Biden nói, tôi không muốn phải đợi thêm phút nào nữa, chứ đừng nói là một giờ, để có những hành động hợp lẽ phải để cứu mạng người trong tương lai. Chúng ta có thể cấm bán súng loại tấn công. Lên tiếng tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Joe Biden khẳng định, đây không là và cũng không nên là vấn đề của phái đảng, đây là vấn đề của nước Hoa Kỳ và sẽ cứu mạng của người Hoa Kỳ. Chúng ta phải có hành động. Ông cho biết là chúng ta có thể cấm bán vũ khí tấn công và các băng đạn lớn. Vụ thảm sát ở Boulder xảy ra tiếp theo việc một tay súng khác trong tuần trước đó đã giết 8 người tại các tiệm massage ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, khiến tạo lại sự chú ý về tình trạng bạo động súng đạn ở Hoa Kỳ. Các quan sát viên nói rằng bất cứ nỗ lực nào để có thể thêm các biện pháp kiểm soát súng sẽ gặp khó khăn do sự chống đối quyết liệt của phía Cộng Hòa, dù rằng phía đảng Dân Chủ luôn kêu gọi phải kiểm soát súng. Thưa quý vị, cũng tiếp theo về cập nhật tin liên quan tới vụ xả súng giết người ở Colorado. Tin cho biết là hung thủ đã mua súng một tuần trước khi bắn chết 10 người. Cảnh sát cho biết là kẻ nổ súng tại cửa hàng thực phẩm ở thành phố Boulder, tiểu bang Colorado đã được xác định là Ahmed Al-Aliwi Alisa, 21 tuổi, sống ở thành phố Avada. Hồ sơ tòa án cũng cho thấy anh ta đã mua một khẩu súng trường tấn công trong vòng chưa đầy một tuần trước vụ thảm sát, vốn đã khiến cho 10 người chết, gồm có một cảnh sát viên. Theo lời nhân viên cửa hàng thì Alisa đã bắn một người đàn ông lớn tuổi nhiều lần trước khi đi vào bên trong cửa hàng. Một người khác được tìm thấy bị bắn trong một chiếc xe hơi, đậu kế chiếc xe được ghi danh dưới tên anh trai của nghi can. Alisa đã bị lập hồ sơ tại nhà tù quận Hạt với các tội sát nhân. Các nhà điều tra chưa xác định động cơ gây án của Alisa, nhưng tin rằng hung thủ là tay súng duy nhất trong sự việc. Nghi can đã mua khẩu súng trường tấn công chỉ 6 ngày trước vụ giết người. Hiện chưa rõ anh ta mua khẩu súng này từ đâu. Gia đình nghi can nói rằng họ tin Alisa có thể bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Đây là vụ xả súng gây chết người nhiều nhất tại Hoa Kỳ tính từ vụ tấn công vào năm 2019 tại cửa hàng Walmart ở El Paso, Texas, khiến cho 22 người chết. Tiếp theo là một phần tin về các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng tại Boulder. Người cảnh sát thiệt mạng trong vụ nổ súng tại Boulder là cảnh sát Eric Tolley, 51 tuổi, làm việc cho sở cảnh sát từ năm 2010. Ông là người đầu tiên đến hiện trường sau khi nhận tin báo về vụ nổ súng. Ông Tolley có 7 người con, có tuổi từ 7 cho tới 20. Các nạn nhân khác có tuổi từ 20 cho tới 65, với 3 người là nhân viên của cửa hàng thực phẩm. Vụ tấn công ở Boulder là vụ xả súng thứ 7 trong năm nay tại Hoa Kỳ, xảy ra trong vòng chưa đầy một tuần sau vụ nổ súng từ ngày 16 tây tháng 3 tại Atlanta, khiến cho 8 người chết. Tổng thống Joe Biden cũng ra lệnh treo cờ rủ một tuần, ngay đúng lúc lệnh treo cờ rủ trước đó để tưởng niệm các nạn nhân ở Atlanta vừa hết hạn. Bộ trưởng Ngân khố và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Trung ương nói rằng cần làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế thiệt hại do đại dịch coronavirus gây ra và thúc đẩy nền kinh tế phục hồi hoàn toàn. Trong khi cả hai đều đưa ra những lưu ý lạc quan về tương lai của nền kinh tế trong lời khai chuẩn bị trước Ủy ban Dịch vụ Tài chánh Hạ viện vào ngày thứ Ba, họ cũng đã cảnh báo rằng nền kinh tế cần được giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện chung của hai nhà lãnh đạo kinh tế trong công việc hiện tại của họ. Và đây là lần xuất hiện trước Quốc hội đầu tiên của Yellen kể từ khi lên nhậm chức Bộ trưởng Tài chánh. Bà Yellen đã cảm ơn Quốc hội vì đã thông qua kế hoạch giải cứu người Mỹ trị giá 1.9 ngàn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden. Kế hoạch được phê duyệt chỉ với sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ. Ông Powell đã nói rằng sự phục hồi còn lâu mới hoàn thành, vì vậy mà Fed sẽ tiếp tục cung cấp cho nền kinh tế sự hỗ trợ cần thiết cho đến chừng nào họ còn cần. Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc uống chữa COVID. Công ty Pfizer bắt đầu cuộc thử nghiệm giai đoạn đầu tiên tại Hoa Kỳ đối với một loại thuốc uống chống virus để chữa trị COVID-19, có thể được kê toa cho bệnh nhân ngay khi vừa có dấu hiệu bị nhiễm bệnh, công ty loan báo vào ngày 23 tây tháng 3.
Pfizer từng phối hợp với công ty của Đức là BioNTech để sản xuất vaccine đầu tiên được chấp thuận cho việc sử dụng khẩn cấp tại Hoa Kỳ để phòng ngừa COVID. Pfizer cho hay các cuộc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cho thấy thuốc chống virus đang thử nghiệm hoạt động mạnh mẽ chống lại virus COVID-19. Thuốc có tên là PF07321332 là một loại chất ức chế protease để ngăn ngừa virus nhân lên trong tế bào. Pfizer tin là loại phân tử này có thể cung cấp cách điều trị dễ dung nhập chống lại COVID-19, trong lúc các liệu pháp đang được quảng bá có cùng phương cách hoạt động không gây quan ngại an toàn nào. Công ty cũng nghiên cứu thuốc chống virus được tiêm vào tĩnh mạch trong giai đoạn đầu thử nghiệm trên các bệnh nhân nhập viện vì COVID-19. Tổng thống Biden cam kết sẽ thúc đẩy Obamacare trước khi rời Washington để đến Columbus, Ohio, nơi ông sẽ đánh dấu 11 năm ngày ký đạo luật y tế Affordable Care Act, còn được biết tới dưới tên là Obamacare. Tổng thống Joe Biden đã đưa ra lời cam kết sẽ thúc đẩy cho mọi người dân có bảo hiểm y tế này nằm trong ngân sách cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đã vừa được ông ký thành đạo luật. Luật về gói kích thích mới theo đề xuất của ông Biden đã tăng trợ cấp bảo hiểm theo Obamacare để giải quyết vấn đề tồn tại lâu nay là khả năng chi trả, đặc biệt là với những người với thu nhập trung bình. Việc tăng hỗ trợ có nghĩa là các khách hàng mua các gói bảo hiểm trên healthcare.gov trong web chính thức của ACA sẽ được giảm hàng trăm đô la Mỹ. Ông Biden nói rằng chính phủ có trách nhiệm không chỉ là bảo vệ Obamacare mà còn phải làm cho chương trình này trở nên tốt hơn và để cho nước Mỹ tiếp tục là nơi mà bảo hiểm dành cho tất cả mọi người, không phải là đặc ân của một số người. Theo ông thì hàng triệu người có thể ngủ ngon hơn mỗi đêm bởi vì không phải lo lắng sẽ mất mọi thứ nếu có vấn đề về sức khỏe. Ông nói rằng việc mở ra các thị trường bảo hiểm y tế là một trong những biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19. Thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 32.601.65, tức là tăng lên 0.55%. Chỉ số Nasdaq là 13.091.49, giảm đi 1.03%. Chỉ số S&P 500 là 3.916.03, tăng lên 0.14%. Và phân loại công cổ phiếu 10 năm là 1.6210, giảm đi 0.91%. Giá dầu thô của ngày hôm nay là 61 đô la 19 cent một thùng dầu thô, đã tăng 5.94%. Giá vàng tại Hoa Kỳ trong ngày là 1.734 đô la 50 cent một ounce vàng, đã tăng 0.54%. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào trong ngày là 55.100.000 đồng một lượng, bán ra là 55.500.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la đổi được 23.170 đồng Việt Nam. Một lần nữa, kính mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tin Việt Nam.